Định vị tiếp theo là một phần á, là giúp anh chị bán hàng nữa. Đó là phần phần này mới là phần đặc biệt của anh này, là phần xây dựng hệ thống Facebook. Và phần này là phần cực kỳ quan trọng, tại vì nó quyết định là anh chị bán được hàng tốt bằng hệ thống Facebook Marketing du kích này hay không á, là do phần này. Nên phần này anh chị phải cực kỳ tập trung, và nếu có vấn đề gì thắc mắc anh chị phải vào một cái group dành cho học viên để anh chị hỏi ngay, và Gia sẽ giải đáp thắc mắc cho anh chị. Tại phần này không hề dễ anh chị. Đây, được không ạ? Nếu anh chị không hiểu thì nó không dễ, nhưng mà nếu anh chị đã hiểu, giống như anh chị hiện tại cái cậu mà bán ốp lưng bao da như vậy anh chị, cậu xây dựng hệ thống theo phương pháp marketing du kích, được không ạ? Một ngày hiện tại của bà cậu là khoảng từ 10 đến vài chục đơn hàng tùy hôm, vài chục đơn hàng mà cậu không tốn một đồng nào quảng cáo, được anh chị, bằng phương pháp là xây dựng hệ thống, được không ạ? Một cái điều quan trọng của phần xây dựng hệ thống đầu tiên anh chị á phải làm là như vậy anh chị: xây dựng hệ thống fanpage. Nhưng mà xây dựng như thế nào, được anh chị, xây dựng như thế nào mới là điều quan trọng nhất, được anh chị. Để trước khi qua phần xây dựng hệ thống, anh chị sẽ một phần là 5 bước xây dựng hệ thống. 5 bước xây dựng hệ thống định vị để anh chị hiểu rằng là nó quan trọng như là 5 bước xây dựng hệ thống, được anh chị. Bước thứ nhất á là đơn giản hóa hệ thống lại. Tại vì anh chị, tại vì á có rất là nhiều người cũng biết phương pháp là xây dựng rất là nhiều fanpage khác nhau, được anh chị, nhưng mà do là họ không có đơn giản hóa nên họ cái công sức họ quản lý họ rất là mệt. Còn ở đây anh chị, do quản lý rất là dễ dàng và rất là rẻ, và đơn hàng nó diễn ra một cách tự động anh chị. Bước thứ hai là khi anh chị đơn giản hóa xong rồi á, anh chị sẽ hệ thống hóa nó lại. Anh chị sẽ hệ thống hóa nó lại, anh chị ra những quy trình bán hàng, quy trình chốt sale, quy trình gì đó, chút anh chị sẽ phần hệ thống chị không rõ. Bước thứ ba là khi anh chị hệ thống là anh chị nhân bản hóa nó lên, nhân bản hóa nó lên, được anh chị. Bước 4 là anh chị sẽ tối ưu hóa, và bước 5 là tự động hóa, được anh chị. Khi anh chị xây dựng đủ 5 bước như vậy á, thì mình sẽ xây dựng được một cái hệ thống tự động, và tiền nó sẽ chảy vào túi mình mà mình không cần phải là ở đó bán hàng, này nó vẫn tự động anh chị. Và Giao bắt đầu, Giao sẽ đi vào hệ thống, Giao test cho anh chị, Giao test cho anh chị hệ thống, được không ạ? Mình sẽ tiến hành vào phần xây dựng hệ thống, được không anh chị? Đầu tiên á, một phần á quan trọng trong xây dựng hệ thống á, anh chị có một bài tập như sau. Được nè, anh chị sẽ chọn cho mình là 10 tên fanpage, 10 tên fanpage, 10 tên fanpage, là anh chị tạo cho mình 10 cái tên. Ví dụ anh chị, trong cái file mà Giao có chia sẻ ở phần trước á, ví dụ đây là 10 cái tên anh chị. Ví dụ Giao đang bán muốn bán xà phòng á, thì anh chị sẽ lập một cái file Excel cấu trúc như vậy là số thứ tự tên, được không ạ? Link ID gì đó, được anh chị. Trang nào Giao cũng làm theo cái hệ thống quy trình như vậy, là Giao có một cái file chuẩn số thứ tự tên, link và ID. Anh chị có thể truy cập vào cái đường dẫn là bit.ly xuyệt hệ thống FB để anh chị nhìn thấy được cái hệ thống này, để anh chị nó có sẵn trong đó hết. Anh chị sẽ xem được những hệ thống mà Giao đang kinh doanh, là mình chọn cho mình 10 cái tên. Ban đầu anh chị đừng làm quá nhiều, tại anh chị chưa có kỹ năng quản lý, anh chị chưa có kinh nghiệm xây dựng hệ thống. Anh chị dựng vài trăm cái thì anh chị quản lý không xuể đâu. Bắt đầu bằng 10 cái thôi anh chị. Tên, tên. Vậy làm thế nào để nghĩ ra 10 cái tên? Được anh chị. Thì nguyên tắc đặt tên fanpage như vậy, nó sẽ có những nguyên tắc đặt tên như sau, là tên theo thương hiệu. Ví dụ là anh nha khoa, thì ví dụ là anh chị là nha khoa, ví dụ như đây nè, nha khoa Đại Việt, cho mẫu cái nha khoa cho anh chị xem. Nha khoa. Định gì? Nha khoa Đại Việt thì tại cái lĩnh vực nó làm là nha khoa, cái thương hiệu tên là Đại Việt nên Giao đặt nó là nha khoa Đại Việt. Định chị.
Đó là cái chiều hướng đặt tên thứ nhất là sản phẩm cộng thương hiệu, được anh chị. Xu hướng đặt tên thứ hai, được anh chị, là theo từ khóa tìm kiếm. Giao cho một cái sản phẩm bất kỳ vô lên Google, vô tìm, ví dụ như là một sản phẩm giống như là thuốc, thị trường như là thuốc trị mụn, thì ở trên Google á chị, nó sẽ xuất hiện những từ khóa như là thuốc trị mụn hiệu quả nè, thuốc trị mụn trứng cá nè, thuốc uống trị mụn nè, thuốc trị mụn bọc nè, kem trị mụn nè. Thì cơ bản như vậy á, là anh chị là có một hệ thống rất là nhiều, nhiều bay, nhất là nhiều từ khóa, được anh chị. Đó là mình đây là có vài cái, 5-6 cái tên rồi, được anh chị. Đó là một số cái cách gợi ý đặt tên. Được anh chị, chút mình sẽ học tới phần là SEO fanpage, thì anh chị sẽ hiểu cái điều quan trọng khi mình đặt tên theo từ khóa tìm kiếm, hay còn gọi là buy keyword. Keyword, được anh chị, là những từ khóa mà khách hàng tìm kiếm. Cái xu hướng đặt tên thứ ba anh chị là đặt tên theo địa điểm, ví dụ như thuốc trị mụn thành phố Hồ Chí Minh, được anh chị ạ, thuốc đông y trị mụn thành phố Hồ Chí Minh nè, hoặc là thuốc trị mụn Hà Nội gì đó. Là thứ hai là đặt tên theo địa điểm. Thứ tư anh chị là mình sẽ đặt tên theo cảm xúc, ví dụ như là niềng răng miễn phí, hoặc là theo cảm xúc như là miễn phí nè, giá rẻ nè, giá sỉ nè, giá tốt nè. Đó là những cái liên quan đến cảm xúc. Một cái đặt tên theo điểm, ví dụ địa điểm mình là ở đâu nè, ở Hồ Chí Minh nè, ở Hà Nội nè, được anh chị. Đó là những cách đặt tên như vậy. Đó chị, ngoài ra còn cách đặt tên khác. Ví dụ còn một cách đặt tên khác như vậy nữa anh chị, là đặt tên theo xu hướng. Ví dụ là có một cậu upline này rất là hay, được anh chị, đợt đó cậu kiếm vài chục triệu. Mình nói là đợt đó là hot là hậu vệ mặt trời. Hậu vệ mặt trời, cái cậu bán upline, cái cậu đăng tạo một cái bay tên là upline hậu vệ mặt trời. Đó anh chị thấy upline hậu vệ mặt trời, chỉ trong vòng vài ngày thôi anh chị, bạn này đã ra là vài trăm đơn hàng bằng cách là tạo tin bay là upline hậu vệ mặt trời thôi anh chị, bán không xuể luôn. Đó gọi là đặt tên theo đường là đặt tên theo xu hướng, hoặc là đặt tên theo là sự kiện hot anh chị. Như gần đây nhất, hiện tại trong lúc mà Giao Lan quay cho anh chị ở đây á, thì có một cái xu hướng cực kỳ hot, đó chính là Pokemon Go. Thì có rất là nhiều bạn đã bắt trong nhóm học viên của mình đã đặt tên theo xu hướng đó rồi anh chị. Sau một thời gian bạn xây dựng hệ thống như vậy xong á anh chị, thì gần như á là bạn chị lên một tìm cái một lĩnh vực nào đó, ví dụ là upline, mình bị vào hệ thống upline của cậu này, thì sao anh chị, mình khi mình gõ upline bao da thì toàn là bị vinh dính vào hệ thống của cậu đó không, mặc dù là mình chưa có like gì hết thì mình vẫn bị dính vào hệ thống, vì do mình chưa có like bất kỳ gì hết thì do mình vẫn dính hệ thống. Nên cái thứ nhất đó là cái phần là tìm kiếm trên fanpage anh chị, là khi mà họ tìm kiếm trên fanpage á, gần như là mình càng nhiều bay á thì cái hệ họ tìm kiếm càng ra nhiều của mình. Và anh chị biết đó, nhưng mà mình dễ được tìm kiếm trên internet thì sao ạ? Đơn hàng nó sẽ ra. Và để thúc đẩy cái việc đó tốt hơn anh chị, tôi sẽ chỉ anh chị một cái kỹ thuật này, chẳng những mà nó giúp ích cho anh chị là nó hiển thị ở trên Facebook, mà nó giúp cho anh chị hiển thị tốt ở trên Google chẳng hạn. Như anh chị, đây là một fanpage của Giao, nó hiển thị tốt trên Google. Hạt giống tí hơn tí anh chị, thì anh chị thấy không ạ, nó xuất hiện trên Google luôn.